Bình Chiêu Linh. Bình Chiêu Linh là cái gì ta? Anh ơi. Cái gì đây? Trời nóng quá. Anh ra quán tạp hóa mua dùng em cái giáo sắc ngáo Trung Quốc xỉn giải gồ với Bình Chiêu Linh. Của khấn sĩ quán Bình Chiêu Linh cái. Là cái gì? Nhỏ nhiều quá. Ra đâu cứ nói thế là người ta hiểu. Bán buôn ế ẩm thế nhở? À chị ơi. Ui, em muốn mua gì đấy em? Chị bán giùm em cái giáo sắc ngáo Trung Quốc xỉn giải gồ với Bình Chiêu Linh. Của khấn sĩ quán Bình Chiêu Linh. Là cái gì? Là cái Bình Chiêu Linh á. Mày chọc điên tao đúng không? Vì sao á? Mày có biết sáng giờ tao bán ế ẩm không? Bây giờ tao già rồi. Mày chọc tức tao để tao đau tim tao nằm xuống đây cho mày vừa lòng đúng không? Em biết gì đâu, em vừa mới lên nè. Vợ cái em đi mua chi em biết gì đâu. Mẹ có đi không? Sáng giờ bực mình thế nhá. Chào cha. Ừ, chào con. Tặng cho em một cái gói sáng hảo Trung Quốc. Chuyển sái gỗ thì Bình Chiêu Linh. Của con chỉ uống Bình Chiêu Linh này.